Airbus vừa cho bay một chiếc máy bay phản lực lớn A380 sử dụng nhiên liệu làm từ dầu ăn. Theo số liệu của nhóm hành động vận tải hàng không ATAG, ngành công nghiệp hàng không toàn cầu chiếm khoảng 2% lượng khí thải carbon dioxide trên thế giới. Lượng khí thải carbon nặng đã thúc đẩy các hãng hàng không và các nhà sản xuất phải tìm cách cắt giảm lượng khí thải xuống mức không vào năm 2050. Mục tiêu đầy tham vọng sẽ đòi hỏi các kỹ nghệ tân tiến với nhiên liệu hàng không bền vững, được viết tắt là SAF, đang trở thành một giải pháp phổ biến giữa các hãng vận tải và nhà sản xuất máy bay. Theo nguồn tin từ Business Insider, vào tháng 12 năm 2021, thì United Airlines đã vận hành chuyến máy bay chở khách đầu tiên trên thế giới sử dụng 100% SAF trong một động cơ Giảm lượng khí thải khoảng 75% so với nhiên liệu máy bay thông thường. Hiện tại, Airbus là một tập đoàn hàng không vũ trụ đa quốc gia đang tăng cường thử nghiệm SAF với chuyến bay đầu tiên của một chiếc máy bay A380 sử dụng 100% nhiên liệu sinh học làm từ dầu ăn và các chất béo thải khác. Công ty hy vọng sẽ giới thiệu chiếc máy bay không phát thải đầu tiên trên thế giới vào năm 2035. Vào ngày 25 tháng 3 năm 2022 thì chiếc máy bay A380 đầu tiên của hãng máy bay được gọi là MSN1 đã hoàn thành chuyến máy bay thử nghiệm cất cánh từ phi trường Blagnac Nhạc ở Toulouse, Pháp và bay 3 tiếng đồng hồ trước khi quay trở lại phi trường. Một trong những động cơ Rolls-Royce Trent 900 của máy bay đã được cung cấp năng lượng trong suốt chuyến bay bằng cách sử dụng 100% SAF. Theo nguồn tin từ CNN, sau đó thì Airbus tiếp tục thực hiện chuyến máy bay A380 thứ hai, sử dụng cùng nhiên liệu dầu ăn vào ngày 29 tháng 3, 2022, bay từ Toulouse đến Nice, bay khoảng 2 tiếng rưỡi. Chuyến máy bay thứ hai là để giám sát việc sử dụng SAF trong quá trình cất cánh và hạ cánh. Khoảng 27 tấn nhiên liệu được sản xuất ở Normandy, Pháp được cung cấp cho Airbus bởi công ty dầu khí Thora Energy của Pháp theo nhà sản xuất SAF, được tạo ra từ các SD và axit béo theo phương pháp lọc dầu bằng phản ứng hóa học đã được thủy phân. Chúng không chứa chất thơm và lưu huỳnh. Airbus đã thử nghiệm việc sử dụng các chuyến bay chạy bằng năng lượng SAF trong năm 2021 với một chiếc A350 được thử nghiệm vào tháng 3 năm 2021 và chiếc máy bay A390 Nail Single L bay bằng dầu ăn vào tháng 10 năm 2021. Công ty hy vọng sẽ có được chứng nhận máy bay của mình bay trên SAF vào cuối thập niên này. Hiện tại thì máy bay của Airbus có thể được cung cấp năng lượng tới 50% SAF pha trộn với dầu xăng thông thường. Tăng cường sử dụng SAF vẫn là con đường quan trọng để đạt được tham vọng phát thải carbon của ngành hàng không vào năm 2050. Công ty tuyên bố rằng máy bay bay trên SAF có thể đạt được từ 53% đến 71% lượng giảm carbon cần thiết để đạt được mục tiêu đó. Airbus có kế hoạch đưa chiếc máy bay không phát thải đầu tiên trên thế giới ra thị trường vào năm 2035. SAF tuyên bố về tính trung lập của carbon do CO2 được hấp thụ trong khi các thành phần hữu cơ của nó đang được trồng trọt đã được một số hãng hàng không sử dụng với số lượng hạn chế. Tuy nhiên, giá cao có nghĩa là việc áp dụng rộng rãi sẽ không sớm được mong đợi. Là máy bay chở khách lớn nhất thế giới, vận may của A380 đã suy giảm trong những năm gần đây do một số hãng hàng không yêu cầu thời gian sử dụng một phần vì lý do chúng tiết kiệm nhiên liệu hơn, các máy bay tầm xa hiện đại. Airbus đã giao chiếc A380 cuối cùng cho hãng hàng không Emirates vào cuối năm 2021. Gần đây thì Airbus thông báo rằng chiếc máy bay khổng lồ sẽ được đưa vào sử dụng để thử nghiệm một động cơ chạy bằng hydro, một cải tiến khác nhằm mục đích làm cho việc bay ít gây hại cho môi trường hơn. Tuy nhiên, Chuyện máy bay bay bằng dầu ăn không phải là chuyện mới lạ, vì ngày 21 tháng 3 năm 2015, tại phi trường Bắc Kinh, chiếc máy bay China Eastern Airlines đã hoàn thành chuyến bay thương mại đầu tiên của Trung Cộng sử dụng nhiên liệu sinh học làm từ dầu ăn phế thải. Một chuyến bay của Hainan Airlines từ trung tâm thương mại Thượng Hải đến Bắc Kinh đã sử dụng nhiên liệu sinh học do công ty nhiên liệu hàng không quốc gia Trung Cộng và tập đoàn năng lượng khổng lồ Sinopat cung cấp theo một tuyên bố từ hãng máy bay khổng lồ Boeing của Mỹ. Máy bay Boeing 737 sử dụng hỗn hợp 50-50 giữa nhiên liệu máy bay thông thường và nhiên liệu sinh học làm từ dầu ăn thải được thu gom từ các nhà hàng ở Trung Cộng. Một nữ phát ngôn viên của Boeing xác nhận với AFP rằng chuyến bay đã hoàn tất vào ngày thứ Bảy, 20 tháng 3 năm 2015. Dầu ăn đã qua sử dụng, được gọi là dầu máng xối trong tiếng Trung Cộng, đã trở thành mục tiêu của các phương tiện truyền thông phơi bày về việc sản xuất chất thải, đôi khi được tái sử dụng bất hợp pháp cho con người như thế nào. Sinopac, người từng bị chỉ trích trong bộ phim tài liệu về môi trường của Trung Cộng Under the Dome, nói rằng dầu thải có thể được sử dụng tốt hơn. Điều này hoàn toàn thể hiện cam kết nghiêm túc của Sinopac trong việc không ngừng thúc đẩy đổi mới khoa học và kỹ nghệ và thúc đẩy phát triển xanh tươi và phát thải thấp. Sinopac cho biết trong một tuyên bố, chuyến bay đầu tiên bay hoàn toàn bằng nhiên liệu sinh học trên thế giới diễn ra vào năm 2012 khi một máy bay cất cánh từ thủ đô Ottawa của Canada. Nhưng một số máy bay thương mại đã sử dụng nhiên liệu sinh học trộn với nhiên liệu máy bay thông thường từ dầu mỏ. Qantas của Úc và Air Canada đều đã thử nghiệm nhiên liệu sinh học trên các chuyến bay thương mại. Năm 2014 thì Boeing đã tuyên bố sẽ hợp tác với tập đoàn máy bay thương mại của Trung Cộng để phát triển nhiên liệu sinh học hàng không một dự án tương tự với một viện nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Trung Cộng. Trung Cộng là thị trường quan trọng của Boeing. Hãng ước tính quốc gia này sẽ cần có 6.020 máy bay trị giá khoảng 870 tỷ Mỹ Kim cho đến năm 2033. Vào thứ Ba ngày 21 tháng 11 năm 2017, một chuyến bay của Hainan Airlines đã cất cánh từ Bắc Kinh với 186 hành khách, 15 tiếp viên và một thùng chứa đầy 85% nhiên liệu máy bay thông thường trộn với 15% dầu ăn tái chế. Khi hạ cánh xuống phi trường Chicago, đây là lần đầu tiên hãng máy bay trung cộng sử dụng dầu ăn, cung cấp năng lượng cho chuyến bay quốc tế. Được biết hỗn hợp nhiên liệu này đến từ Jenin Refining and Chemical, một nhà sản xuất dầu ở miền đông Trung Cộng nơi họ thu gom và sử dụng tới 100.000 tấn dầu ăn thải từ các nhà hàng và trộn với nhiên liệu máy bay thông thường. Theo báo cáo của CORS, dầu ăn được coi là nguồn năng lượng đốt sạch hơn so với dầu diesel thông thường. Bằng cách sử dụng nhiên liệu sinh học như nhiên liệu này, các hãng hàng không có thể cắt giảm 80% lượng khí thải carbon của họ theo một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Michigan Tech. Các hãng hàng không khác cũng áp dụng xu hướng này, chẳng hạn như United. Hãng đã thường xuyên sử dụng dầu ăn để cung cấp năng lượng cho các chuyến bay trong năm qua. Theo Quartz, hãng hàng không Hoàng gia Hà Lan, KLM, đã thông báo chuyến bay sử dụng nhiên liệu sinh học vào tháng 9 năm 2016. Và Cathay Pacific, hãng hàng không hàng đầu của Hồng Kông, bắt đầu sử dụng dầu tái chế để cung cấp năng lượng cho các chuyến bay quốc tế bắt đầu từ năm 2019 theo báo cáo của Kors, bằng cách sử dụng dầu ăn qua sử dụng trên đường phố và vào các động cơ phản lực, các công ty nhiên liệu cũng có thể tiết kiệm cho các nhà hàng chi phí sử dụng, giảm thiểu chất thải trong các bãi rác và đường ống thoát nước.